Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Minh Đức Review. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chiếc điện thoại mà mức giá của nó cũng khoảng 9 triệu. Có Snapdragon 855 Plus, có một thiết kế đẹp, màn hình ngon, có một camera cũng được đánh giá khá là ngon ở trong cái tầm giá này. Và chiếc điện thoại này là một chiếc điện thoại mà bán không ai mua mà cho thì còn bị ăn oánh ấy. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết được chiếc điện thoại đó là gì. Video này là video đầu tiên của năm 2020. Chúc các bạn một năm 2020 đầy vui vẻ và nhiều tiền à. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của mình, Minh Đức Review, kênh vlog công nghệ sẽ upload video vào mỗi tối hàng ngày vào lúc 8 giờ. Nói xong intro hỏi hết cả mồm. Bắt đầu nào. Rồi thì chiếc điện thoại mình đang nói đến đấy chính là chiếc Smartisan, gọi là chiếc TikTok Phone à. Đây là chiếc điện thoại mà công ty mẹ của hãng TikTok là ByteDance đã đầu tư hợp tác sản xuất. Rồi vậy thì 10 triệu mua một chiếc máy như thế này chúng ta sẽ được một cái gì? Đầu tiên các bạn sẽ thấy là ở bên trong hộp, các bạn thấy là cái hộp của nó cũng xịn đấy. Ở bên mặt sau chúng ta cũng thấy được một vài cái công nghệ, đó chính là Snapdragon 855 Plus, cùng với đó là Qualcomm aptX. Đây là một trong những cái chuẩn truyền dữ liệu không dây đến tai nghe Bluetooth mà có chất âm thanh là cao hơn so với cái chuẩn truyền dữ liệu bình thường. Quay trở lại với chiếc máy của chúng ta, đây là một chiếc máy mà mình có thể khẳng định với các bạn, đây là một chiếc máy rất là ngon. Chúng ta sẽ có một thiết kế có thể nói là khá là giống với lại những chiếc iPhone 5 hay là iPhone SE. Hai bên này chúng ta sẽ có hai mặt kính cường lực, và hai mặt kính này thì nó gần như là phẳng luôn. Khi các bạn cầm vào thì cảm giác cầm nó cũng, mặc dù nó hơi cấn tay một tí bởi vì các cạnh của nó hơi bị vuông, nhưng mà cảm giác cầm nắm của nó khá là sướng các bạn. Chúng ta có ở mặt trước một màn hình là 6,39 inch với độ phân giải Full HD Plus. Và màn hình này là màn hình trang bị tấm nền là Super AMOLED, có cảm biến vân tay ở phía dưới màn hình. Đó, rất là hiện đại. Rồi, chiếc máy này ở mặt sau chúng ta sẽ có một mặt kính rất là đẹp, mà nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Và cái cụm camera này, như các bạn có thể thấy, cái cụm camera này nó sắp xếp hình chữ L này, nhìn nó rất là kiểu hiện đại, logo Smartisan. Điểm tiếp theo nữa đó là về phần cấu hình bên trong. Chiếc Smartisan Note 3 Pro này sử dụng qua chip, như mình đã nói ở đầu video, Snapdragon 855 Plus. Chúng ta sẽ có mức dung lượng RAM, cái bản mình đang cầm trên tay, lên tới là 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Pin của máy cũng lên tới 4.000 mAh. Camera của máy cũng là một điểm mà có thể đánh giá là ngon được. Khi mà mình chụp thử với camera trên chiếc Note 3 Pro này, camera góc rộng hay là camera thường thì nó cũng đều đem lại cái chất lượng hình ảnh mà độ chi tiết của nó khá là cao. Màu sắc của nó thì hơi kém trung thực một chút, nó thường đẩy màu hơn một chút để khi mà các bạn chụp xong thì các bạn thấy là phần lá xanh hay là phần cái hàng rào màu đỏ thì nó cũng rực rỡ hơn so với bên ngoài. Cái này thì có một lợi thế cho những bạn nào mà không biết sử dụng những ứng dụng chỉnh sửa ảnh ở trên điện thoại, ví dụ như là Snapseed. Camera trước của máy có độ phân giải lên tới là 20MP. Và camera này thì các bạn có thể thấy là cái chi tiết của nó thì cực kỳ là chi tiết, mà hình như là hơi chi tiết quá rồi. Chụp thấy toàn cả mụn với cả nếp nhăn các thứ này. Không được, không được. Các bạn cũng có thể bật chế độ Beauty ở trên camera chiếc Note 3 Pro này để có thể cho ra những cái bức ảnh selfie mà nó trông nó đỡ ghê tởm hơn. Rồi, sau khi mà tìm hiểu những thông số như vậy thì mình quyết định là mình sẽ sử dụng thử chiếc Note 3 Pro này để sử dụng làm máy chính luôn. Sau khoảng đúng một ngày mình tìm hiểu và dùng thử chiếc Note 3 Pro này, mình đã bỏ hẳn ý định đó đi. Đầu tiên đó chính là phần giao diện của nó. Khi mà các bạn để màn hình khóa như thế này, đây vẫn là một chiếc điện thoại mà có cái màn hình rất là tuyệt vời, lăn trở công trông cũng rất là kiểu hiện đại các thứ. Nhưng khi mà các bạn mở khóa lên, đầu tiên đập vào mặt các bạn đó là cái bộ giao diện của 10 năm về trước. Nó như là đi cỗ máy thời gian đến năm 2019, 2020 vậy. Đây có thể nói là cái bộ giao diện mà nó mang hơi hướng phong cách của những chiếc điện thoại tàu, mang logo quả táo với một cái màn hình lớn và bàn phím, gọi là bàn phím QWERTY ở dưới ấy. Mình không biết là các bạn có biết những chiếc điện thoại đó không, nhưng những chiếc điện thoại đó khá là phổ biến ở cái thời điểm mà mình học cấp 3. Ok, thì giao diện nó cũng không phải là cái gì quá. Sau khi mình cài Setup Play thì mình có thể cài những cái launcher khác, ví dụ như là Nova Launcher hay là những cái launcher khác. Tuy nhiên thì khi mà mình bắt đầu tìm hiểu để cài Setup Play cho chiếc máy này, như là cái cách mà mình vẫn cài trên những chiếc điện thoại Realme, thì sau khi mình cài được, mình cũng đã có một cái logo Setup Play, Play Store ở đây. Và các bạn cũng có thể thấy là cái logo Play Store này trông nó rất là cổ. Cổ cũng chơi, cổ cũng dùng. Quyết tâm, sau khi mình cài được xong, mình ấn thử vào thì nó không vào được các bạn ạ. Nghĩ nó cú. Sau khi mà sử dụng cách đó không thể cài được Setup Play cho chiếc Note 3 Pro này, thì mình bắt đầu tìm hiểu ở trên Facebook, tìm hiểu ở trên Google. Không có một group nào
cũng chẳng có một bài viết nào. Ở trên YouTube các bạn thấy là có video mở hộp chiếc Note 3 Pro này với cái tên là TikTok Phone ở trên Mobile City từ tới 500.000 view. Và sau video đó thì cũng không có bất kỳ một video nào khác về chiếc Note 3 Pro này trên kênh. Vậy thì ok, không tìm hiểu được ở Việt Nam, mình sẽ tìm hiểu ở nước ngoài. Mình bắt đầu search Note 3 Pro Play Store ở trên Google. Có đúng một bài viết hỏi cách cài đặt Setup Play trên chiếc Note 3 Pro này ở trên Reddit. Và không có ai trả lời cả. Ok, vậy thì thôi, bỏ qua Setup Play đi. Mình tải những cái ứng dụng APK mà mình cần. Vẫn cài, vẫn sử dụng được, chả có vấn đề gì cả. Mình tải file APK của Google Chrome, một trong những trình duyệt mà chắc chắn là trên Android phải có. Và sau khi mình mở lên thì ok, vẫn vào web, vẫn cái thứ bình thường à, cho đến khi mà mình vào APK Pro nó chỉ bình thường được một vài giây thôi. Nếu như các bạn sử dụng chiếc máy này để có thể chơi game, không được. Nếu như các bạn sử dụng chiếc máy này để có thể tán gái, cũng không được. Nếu như các bạn sử dụng chiếc máy này chỉ có mục đích là vào wifi để đọc báo, thì các bạn sẽ phải sử dụng cái trình duyệt cùi bắp của chính chiếc máy này. Và quan trọng nhất là các bạn không thể cài được Setup Play, không thể cài được bất kỳ một cái launcher nào để có thể thay thế cho cái launcher cùi bắp ở trên chiếc máy này. Đó chính là một vài lý do mà kể cả cho cũng không ai dám dùng cái chiếc Note 3 Pro này. Và đặc biệt là còn mua nữa. Với mức giá 9 triệu đồng, các bạn có thể sử dụng được rất nhiều những chiếc điện thoại khác có Setup Play, ví dụ như Black Shark 2 Pro, ví dụ như là Nubia Z Magic, đều là những chiếc điện thoại có Snapdragon 855 Plus. Ngoài ra thì với mức giá chỉ có khoảng 7 triệu rưỡi là các bạn đã có thể mua được một chiếc X2 Pro có Snapdragon 855 Plus để các bạn có thể chơi game. Và thiết kế của những chiếc máy đó có đẹp hay không? Đẹp. Camera của nó có ngon hay không? Ngon, cũng chả thua kém gì chiếc Note 3 Pro này. Vậy đó là những lý do mà mình phát hiện được tại sao mà chiếc Note 3 Pro này lại không ai mua. Cũng chính là lý do mà các bạn cũng sẽ không mua chiếc điện thoại này. Vậy video đến đây là hết rồi. Hỏi thật các bạn, nếu bây giờ giả sử mình tặng các bạn chiếc Note 3 Pro này thì các bạn có sử dụng nó để làm máy chính hay không? Hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video quảng cáo chiếc Realme X2 Pro hiện đang có giá rất tốt tại Mobile City. Snapdragon 855 Plus 7.8 triệu thôi là các bạn đã có thể sở hữu được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau. Phải nhận quảng cáo chứ, không thì làm sao tiền duy trì kênh. Bye bye.